mọi người, lại là Thanh đây. Sau vài tuần bận rộn thì hôm nay Thanh đã quay lại và sẽ review cho bà mọi người một anh bạn khá là mới. Không phải khá là mới nữa mà phải là cực kỳ mới mẻ luôn. Đây. Đây là anh bạn Aptacro, là một thành viên cực kỳ mới của gia đình Aptamil Nutricia Úc. Aptacro này là một sản phẩm mới của Aptamil, nhưng nó không phải là sữa công thức dùng hàng ngày giống như là Aptamil Pro hay là Aptamil Essences, mà nó là một dạng sữa cao năng lượng để dùng cho các bé mà có khả năng là thấp, hơi thấp hoặc là sẽ hơi thiếu cân, giống như là Pediasure hoặc là Kid Essential. Thì đây là một cái sản phẩm sẽ đứng cùng hàng với lại Pediasure và Kid Essentials. Hôm nay Thanh sẽ review và sẽ so sánh một số chất quan trọng trong cái sản phẩm này, và sẽ hướng dẫn mọi người cách pha, cách sử dụng sữa này luôn và cách dùng sữa này. Thì hiện tại Thanh đang cầm trên tay là cái số mọi người có thể thấy là số 3+. Thì nếu mà Pediasure hay Kid Essentials là những cái sữa dành cho bé từ 1 tới 10 tuổi, thì Aptacrow cũng như thế, là dành cho trẻ từ 1 tới 10 tuổi. Nhưng Aptacrow chia ra 3 số để phù hợp với các bé, là số 1+ là bé từ 1 tuổi trở lên, và số 3+ cho bé từ 3 tuổi trở lên, và số 6+ cho bé từ 6 tuổi tới 10 tuổi. Thì đây Thanh đang cầm trên tay là cái số 3+. Tại vì con bé nhà Thanh là mấy ngày nữa là tròn 3 tuổi rồi, thì sử dụng luôn cho nó tiện. Bởi vì tại sao mọi người thấy Thanh hay, rất hay review các loại sữa, nhưng rất hay chọn sữa số 3 thời gian gần đây, là tại vì nhà có người tiêu thụ nên mình cứ khui đi, thoải mái đi, thì rồi nhà có người tiêu thụ mà không lo gì hết. Thì hôm nay Thanh sẽ review một cái lon này, xong một hồi Thanh sẽ khui cho mọi người xem luôn. Thì Thanh thấy bên ngoài, đầu tiên là bên ngoài đi ha, packaging thì khá giống cái anh bạn mà Aptamil Essences hôm bữa của chúng ta, đó là cái nắp bằng nhựa nè, có chốt mở nè, có seal bên ngoài, đó làm giống như là cái Essences vậy đó. Nhưng mà cái này của mình thì màu xanh nước biển, còn cái kia thì màu xanh rêu. Tiếp theo thích thì mình thấy chắc hai cái cũng na ná nhau chứ nó cũng không khác gì nhau nhiều. Tiếp theo đó là cái tên ha, tên là Aptacrow, ở đây có ghi là Tailor to Support Growing Kids, là để mà cái này là cái công thức để điều chỉnh, để hỗ trợ sự phát triển của trẻ đang phát triển. Đó, tiếp theo là Nutrient Dense Drink Supporting Growth and the Immune System. Thanh có đọc tệ thì mọi người cũng đừng cười nha. Đó là, đây là một cái công thức đậm đặc chất dinh dưỡng dành để mà hỗ trợ sự tăng trưởng và hệ thống miễn dịch ở trẻ. Tiếp theo ở dưới có ghi là with prebiotics và probiotics, có nghĩa là với cái chuỗi thức ăn cho men và men vi sinh trong sữa này, vẫn giữ tiếp tục những cái hay ho, những cái độc quyền của Aptamil, đó là vẫn giữ cái hệ men của Aptamil từ trước tới nay, từ cái Aptapro qua Aptessensis cho tới bây giờ là Aptgrow. Supportive and bone thì là để hỗ củng cố hệ răng xương, support cognitive function là củng cố hệ nhận thức. Ở phía sau đây có một chữ rất là to luôn mọi người, là just one serve a day, mỗi ngày chỉ dùng một khẩu phần thôi. Nếu mà Pediasure hoặc là Kid Essentials thì có thể dùng mỗi ngày vài lần, có thể là thay cử ăn chính cho bé luôn. Khi mà bé biến ăn thì cái sữa này á, nhà sản xuất người ta đã khuyên là mình nên dùng nó để hỗ trợ, để cho mà dùng mỗi ngày một lần thôi, vì cái hàm lượng dinh dưỡng ở đây rất là nhiều, và hỗ trợ cho bé để mà bé tăng cân và tăng chiều cao. Và sữa này cũng như là Pediasure và Kid Essentials là chỉ sử dụng một thời gian chứ không sử dụng liên tục. Ở đây người ta cũng có ghi là chỉ cần một khẩu phần mỗi ngày thôi là đã có thể cung cấp được 18 vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong đó có cả cái hệ pha chế mà symbiotic độc quyền của Aptamil, và hệ men probiotic mà cái chủng men là Bifidobacterium, hệ men mà M16V, và có cả chuỗi thức ăn cho men đầy đủ trong đây.
Tiếp theo là cái hình ở đây thì có giới thiệu là có kẽm để mà củng cố vào hệ miễn dịch, canxi và vitamin D củng cố vào hệ xương và răng, sau đó là sắt để mà củng cố vào cái hệ là cái sự phát triển bình thường của sự nhận thức. Và tiếp theo đây Thanh sẽ giới thiệu với mọi người là cái bảng này. Cái bảng này sẽ là cái bảng mà Nutrition Information, là cái bảng thông tin dinh dưỡng. Thì ở đây các cột đầu tiên là cái cột tên các thành phần, các vitamin, khoáng chất. Đầu tiên sẽ là năng lượng nè, đạm nè, rồi chất béo nè, rồi chất bột đường nè, chất xơ. Sau đó sẽ là cái khung của các loại vitamin, sau đó là cái khung của khoáng chất, rồi cái khung của hệ chuỗi thức ăn cho men vi sinh, và cuối cùng là chủng men vi sinh. Ở dưới cùng là giải thích những cái tên đầy đủ của các cái chất trên đây. Nếu mà ở trên đây là ghi viết tắt thì ở dưới đã ghi tên đầy đủ của các chất đó luôn, để mà khi các bố mẹ có thể tham khảo, có thể search tên đầy đủ của cái chất, các chất này luôn. Tiếp theo á là cái cột đầu tiên, là cái cột này á sẽ là hàm lượng dinh dưỡng vitamin cho một khẩu phần 175ml. Tiếp theo sẽ là cái cột là hàm lượng dinh dưỡng vitamin cho khẩu phần 200ml. Và cuối cùng là cái cột mà hàm lượng dinh dưỡng vitamin cho cái khẩu phần là 100ml. Thường thì á, các hãng sữa khác nhau á, sẽ cho ra những cái khẩu phần nó khác nhau, nó trên nhau, nó không có tương đương nhau. Nên khi so sánh, chúng ta sẽ so sánh trên cái cột mà cột 100ml là trong 100ml sữa này có bao nhiêu canxi, rồi 100ml sữa còn hãng khác có bao nhiêu canxi. Thì hôm nay Thanh sẽ đọc rồi Thanh sẽ so sánh sơ với lại app Tamigro này, tới với lại cái Bedasure và cái Kit Essentials cho mọi người. Thì ở đầu tiên là Thanh đọc sơ cho mọi người là Energy là năng lượng nè, Protein là đạm nè, Fat Total là chất béo nè. Ở đây có là chất béo no nè, rồi có Omega 3, rồi có DHA, EPA. Thì cái hàm lượng quan trọng thì cái nhà sản xuất có nói là cái sản phẩm này sẽ hỗ trợ tăng cân, tăng chiều cao và hỗ trợ trí não, sẽ là một cái sản phẩm mà cao năng lượng nhưng mà phát triển toàn diện. Nên cái hàm lượng DHA Thanh rất là chú tâm trong cái hàm lượng này, thì Thanh thấy là trong 100ml là sẽ có 19,2mg DHA. Theo như Thanh nhớ là trong 100ml Bedasure lẫn cả Kit Essential thì chỉ có 4.4mg DHA thôi. Thì hiện tại cái hàm lượng DHA của cái Aptagrow này là cao hơn hẳn luôn. Đó là trong 100ml thì DHA là 19.2. Và sau đó là EPA là 7.2mg trong 100ml. Nếu mà trong một ly sữa mà 175ml đó, thì cái DHA sẽ là 33mg, và trong ly sữa 200ml sẽ là 39mg DHA. DHA thì như mọi người cũng biết rồi là một cái axit béo thuộc nhóm axit omega 3, rất cần thiết cho sự phát triển của trí não của bé, giúp tăng khả năng miễn dịch và phát triển, hạn chế mà phát triển dị ứng ở trẻ. Là DHA giúp cho bé là phát triển não rất là tốt, và EPA cũng vậy. Thì hai cái thành phần DHA và EPA đó là cái omega 3 được tìm thấy trong tất cả các loại omega 3 từ thực vật như là cá, gan cá. Tiếp theo nữa cái hàng này á thì sau đó là cái chuỗi mà carbohydrate, thì là tới lượng đường, tổng lượng đường ở trong cái sản phẩm này trong 100ml đó là 5.8g, trong đó cái đường lactose đó là 5.7g. Là đường là có sẵn trong sữa. Còn cái đường mà sucrose là đường mà đường gọi là đường nhân tạo, đường ở ngoài á thì hoàn toàn là không có. Đây, không có. Tiếp theo là hệ chất xơ, sodium. Sau đó là sẽ tới cái bảng mà vitamin, thì có vitamin A, D, E, B1, B2, B3, B6, folic acid còn được gọi là B9. B9 này thì sẽ là một cái dạng mà folic acid còn gọi là B9. Thì đặc biệt đó là folic acid có mặt tự nhiên trong thức ăn, cũng có thể thu từ thức uống như bổ trợ.
nó rất cần thiết và quan trọng trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của cơ thể con người, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thì rất cần. Và sau đó là vitamin B12 và vitamin C. Xong tới cái phần thứ ba. Cái phần thứ ba ở đây là cái nhóm này là nhóm khoáng chất, thì sẽ có là potassium là kali, chlorite calcium, phosphor magie, iron là sắt, zinc là kẽm, iốt. Thì cái hàm lượng canxi ở đây Thanh đặc biệt thích luôn, là trong 100ml sữa thì là 145mg canxi. Theo như Thanh nhớ là trong 100ml sữa Berasur chỉ có là 96mg canxi, hoặc là trong Kit Essential chỉ là 84mg canxi. Thì ở đây đó là 145mg canxi, là cái hàm lượng canxi rất là cao. Vì đây đúng là cái sản phẩm mà nói là ưu việt về để mà phát triển cho bé, về cái hệ chiều cao cho bé và phát triển não. Thì hiện tại là cái canxi và cái DHA rất là cao, cao hơn hẳn hai hẳn còn lại. Những cái mà thành phần khác có thể là có những thành phần nhỉnh hơn, hoặc có những thành phần sẽ là thấp hơn Berasur hoặc là Kit Essential. Nhưng mà Thanh đang nói đây là hai thành phần cao hơn hẳn, vượt trội hơn hẳn Bera và Kit, đó là DHA và canxi. Thì nếu bé sử dụng một cái khẩu phần, bé 3 tuổi đi, như bé của Thanh sử dụng khẩu phần 175ml sữa đi, thì cái hàm lượng canxi bé nạp vào cơ thể mỗi ngày là 253mg. Còn cái nếu mà là 200ml sẽ là 295mg canxi mỗi ngày cho bé. Thì cái hàm lượng canxi ở đây rất là cao. Thì ở đây người ta cũng nói là nếu mà ban ngày bé sử dụng được, muốn sử dụng thêm sữa thì các mẹ có thể mà sử dụng thêm là sữa tươi cho bé. Sữa tươi tốt nhất là sữa tươi không đường, hoặc là sữa công thức dùng hàng ngày. Sữa công thức dùng hàng ngày thì có thể sử dụng các loại sữa công thức đều được hết, chỉ là không kết hợp với những cái sữa cao năng lượng khác thôi. Ví dụ như là sữa Aptamil Pro hoặc là Aptamil Essensis dùng hàng ngày cho bé đều được hết. Giờ sau cái cách pha của cái sữa này á, thì ở đây có để cách pha là bé mà bé từ 3 tuổi á, sẽ pha là 150ml chung với lại 6 muỗng để ra 175ml là bé từ 3 tuổi. Còn nếu bé từ 4 tới 6 tuổi thì sẽ pha là 175ml cùng với 7 muỗng. Và sau đây là phần Thanh sẽ gọi là gì ta? Người ta thì gọi là đập hộp hàng xịn, còn Thanh sẽ là đập hộp hàng siêu xịn, hàng đặc biệt. Để khui cái hộp này nha. Mở ra cái siêu. Bên đây thì vẫn giống như là cái Aptamil Essensis, thì sẽ có cái móc, cái khóa nhựa ở đây. Cái khóa nhựa ở đây thì chúng ta sẽ bẻ ra. Đấy. Hay bẻ khóa nhựa ra thì bên trong đây sẽ là một cái nắp y chang như Essensis luôn, cực kỳ y chang Essensis. Cái muỗng cũng là được khóa ở trong đây, thì chúng ta sẽ bẻ cái đầu, bẻ đuôi vào đây. Sữa này thì hôm bữa Thanh có khui một lon rồi, và cái vị của nó thì Thanh theo Thanh thấy thì cái vị của nó khá nhạt, nó không có bị ngọt gắt giống như là Berasur hay là Kit Essential, mà nó nhạt giống như là nhạt hơn cả cái mà Aptamil Pro luôn. Đây là nhạt ngang ngửa là cái Aptamil Essensis luôn. Thì đây là một cái điểm rất là đặc biệt luôn, sữa cao năng lượng nhưng lại vị nhạt. Thì các bé nào mà trước giờ đó rất thích vị nhạt á, mà các mẹ muốn sử dụng sữa cao năng lượng cho bé mà sử dụng qua nào là Berasur hay là kể cả Essential, Kit Essential mà vẫn chưa có vừa ý bé, thì Thanh nghĩ là cái sữa này cực kỳ vừa ý bé luôn. Tại vì cái vị này rất là nhạt, không có mà bị ngọt nhiều. Cái sữa như thế này là cái sữa mịn, thơm. Sữa này thơm mà có cảm giác mà giống như ngày xưa chúng ta mỗi lần mà ba mẹ vắng nhà hay lấy sữa bột để mà ăn đó, thì cảm thấy cái sữa này thơm, rất là ngon và rất là mịn luôn. Đấy, giờ hôm nay thì Thanh review tới đây, mở cũng mở xong rồi. Thì nếu mà mọi người có câu hỏi nào đó, đặt thêm câu hỏi nào đó thì có thể là comment bên dưới cho Thanh, hoặc là liên hệ vô số điện thoại của Thanh đó là 0769845698, hoặc là liên hệ qua Viber, Zalo gì của Thanh đều có hết.
Còn cái bản thành phần chi tiết của các sản phẩm này, Thanh sẽ ghi ra một cái bài để mà Thanh up trên Facebook của Thanh hoặc là trang Facebook, Instagram. Thì mọi người nếu muốn tham khảo bản thành phần này trước thì có thể là lên trang của Thanh để mà đọc, hoặc là cứ nhắn tin thẳng cho Thanh là Thanh ơi, có thể gửi cho anh, gửi cho chị cái bản thành phần của cái Aptacro thì không, thì Thanh sẽ gửi cho mọi người liền nha mọi người nha. Thì cái giá của sản phẩm này là trên 900 ngàn. Hiện tại là cái giá này là cái giá mới nhất về Việt Nam. Tại vì cái giá tại Chemist thì đã là 45 đô Úc rồi. Thì mọi người cứ muốn biết giá chính xác thì có thể gọi cho Thanh, một nhắn tin cho Thanh để biết hôm nay giá bao nhiêu, hôm nay đô Úc tăng hay giảm như thế nào. Thanh sẽ báo với mọi người là hôm nay nếu mà order về thì giá bao nhiêu, hoặc là Thanh đang có sẵn ở bên shop thì giá bao nhiêu, để mọi người có thể mà có biết được cái giá chính xác nha. Bye bye mọi người.